Việt Nam là một quốc gia có dân số khoảng 100 triệu người, gồm 54 dân tộc anh em, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 14% dân số cả nước, sinh sống chủ yếu ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới. Nhìn chung cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn về kinh tế, nhận thức còn hạn chế. Tuy không phải là điểm nóng của dịch Covid-19, nhưng vùng dân tộc thiểu số và miền núi luôn tiềm ẩn các nguy cơ lây lan và bùng phát dịch bệnh. Tổ chức FGM thì có làm việc ở hơn 20 tỉnh ở Việt Nam. Và trong quá trình làm việc với các bên, chúng tôi nhận thấy rằng là đối với nhóm dân tộc thiểu số miền núi thì cái nỗ lực của các bên trong việc cung cấp cái thông tin cũng như là truyền thông về dịch bệnh COVID-19 nó chưa tiếp cận được đến các nhóm này một cách tốt nhất, do những cái khoảng cách về địa lý, do những rào cản về ngôn ngữ và cả nguồn lực nữa. Và chính vì thế chúng tôi thấy rằng là nguồn lực của dự án nên được đầu tư vào nhóm này. Trong bối cảnh đó là sự ra đời của dự án tăng cường truyền thông và gắn kết cộng đồng trong phòng ngừa rủi ro dịch bệnh COVID-19, được Cơ quan Phát triển Hoa Kỳ tài trợ thông qua trường học John Hopkins và Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em tại Việt Nam trực tiếp quản lý, phối hợp cùng một số cơ quan của Bộ Y tế và các địa phương trong vùng dự án. Dự án triển khai tại 13 xã thuộc 5 tỉnh là Sơn La, Yên Bái, Quảng Bình, Quảng Trị và Cần Thơ, với các mục tiêu tăng cường sự phối hợp giữa các ban ngành và các đối tác liên quan trong phòng chống dịch COVID-19. Tăng cường công tác truyền thông trong phòng chống dịch COVID-19, truyền tải thông điệp thân thiện với cộng đồng về COVID-19, bao gồm cung cấp hướng dẫn, thông tin phòng ngừa và phản hồi cho các nhóm dễ bị tổn thương nhất ở vùng sâu, vùng xa. Với một cách tiếp cận mới, dự án đã góp phần tạo dựng những liên kết đa chiều giữa các đơn vị trong và ngoài ngành y tế, cũng như với các địa phương, đem đến sự phối hợp hiệu quả hơn trong công tác phòng chống COVID-19. Các chuyên gia thuộc nhiều đối tác khác nhau đã cùng thảo luận, phân tích và chia sẻ kinh nghiệm để thiết kế một chương trình truyền thông phù hợp với người dân ở vùng dự án. Trên nền tảng thông tin chính thống của Bộ Y tế, các tài liệu truyền thông được chuyển hóa sinh động, giản dị để bà con dễ tiếp cận. Nằm giữa núi rừng Tây Bắc hùng vĩ, Mản Vặt, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La là một điểm du lịch cộng đồng khá nổi tiếng. Khi xuất hiện dịch COVID-19 tại Việt Nam, Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 của huyện Mộc Châu và xã Mường Sang đã phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động triển khai các kế hoạch, trong đó có hoạt động truyền thông. Lớp tập huấn tăng cường công tác truyền thông và gắn kết cộng đồng phòng chống COVID-19 được Trung tâm Y tế huyện Mộc Châu phối hợp cùng các bên liên quan tổ chức ngay tại nhà văn hóa của bản. Giảng viên là các cán bộ y tế có chuyên môn và kinh nghiệm. Chương trình và tài liệu tập huấn của Bộ Y tế được chuyển thể sang tiếng dân tộc và được diễn giải gần gũi với văn hóa bản địa. Tổ chức lớp tập huấn truyền thông, rồi tăng cường công tác truyền thông và gắn kết cộng đồng để mà phòng chống dịch Covid, thì chúng tôi cho rằng đây là một cái lớp học hết sức là thiết thực. Cho nên chúng tôi cũng chỉ đạo là lựa chọn những cái học viên nào có khả năng truyền tải các cái nội dung để tiếp tục là nhân rộng ra trên địa bàn. Mỗi một học viên này phải là một cộng tác viên truyền thông để đi hướng dẫn bà con cách phòng chống dịch bệnh. Ban chỉ đạo đã thành lập các tổ công tác đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà soát từng đối tượng. Các tình nguyện viên sau khi được tập huấn đã tham gia vào tổ công tác cùng với các nhân viên y tế và cán bộ địa phương tham gia tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng chống COVID-19 tại cộng đồng. Nhiều hình thức truyền thông phong phú được triển khai như treo các áp phích truyền thông tại khu vực trung tâm của bản, đồng thời phát tờ rơi và giải thích cho bà con những kiến thức về bệnh dịch COVID-19. Bên cạnh đó, các thông điệp phòng chống COVID-19 được phát thanh bằng tiếng dân tộc trên hệ thống loa phóng thanh tại địa phương. Đối với các hộ dân có nhà nghỉ cộng đồng, các tình nguyện viên đến từng nhà gặp gỡ trao đổi để các chủ hộ hiểu và cùng tham gia hoạt động phòng chống COVID-19. Khi đã hiểu rõ vấn đề, những người kinh doanh du lịch ở địa phương trở thành những chốt gác an toàn cho cộng đồng.
gia đình anh Quyền Văn Đức và chị Hà Thị Yến sinh sống ở một nơi hẻo lánh cách xa trung tâm xã. Cũng như nhiều hộ đồng bào Thái ở khu vực này, bao đời nay họ sống dựa vào thiên nhiên. Với họ, đại dịch COVID-19 là một điều gì đó rất xa xôi, nằm ngoài trí tưởng tượng. Vượt qua một chặng đường dài khá khó khăn, tổ công tác đã đến gia đình anh Đức. Các thành viên của tổ công tác đều là người địa phương, nên họ dễ dàng tiếp cận và chia sẻ những thông tin dịch bệnh COVID-19 cho các thành viên trong gia đình. Lần đầu tiên, vợ chồng anh Đức chị Yến được biết đến dịch bệnh COVID-19. Đối với họ, mọi thứ đều là mới mẻ, từ chiếc khẩu trang đến cách rửa tay bằng xà phòng. Nhờ có cán bộ tuyên truyền vận động, nên bà con đã hiểu mức độ nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19 và biết cần phải thực hiện đúng thông điệp 5 chữ K của Bộ Y tế. Đó là khẩu trang, không tụ tập, khoảng cách, khử khuẩn, khai báo y tế. Mặc dù chưa có ca mắc COVID-19 nào tại địa phương, nhưng xã Mường Sang vẫn luôn sẵn sàng tinh thần chống dịch cao nhất. Mù Căng Chải là một huyện miền núi thuộc tỉnh Yên Bái, nằm ở chân dãy núi Hoàng Liên Sơn hùng vĩ. Miền đất nghèo và hoang sơ này là nơi đồng bào dân tộc Mông sinh sống từ lâu đời. Nhận thấy đây là một khu vực điển hình cần hỗ trợ trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Dự án đã chủ động phối hợp cùng với các đối tác của Bộ Y tế và chính quyền địa phương tăng cường công tác truyền thông về COVID-19 tại cộng đồng. Các lớp tập huấn kỹ năng phòng chống COVID-19 cho cán bộ y tế và các tình nguyện viên được tổ chức ngay tại các xã. Các tài liệu truyền thông của Bộ Y tế được chuyển thể sang tiếng dân tộc Mông, đồng thời các chương trình truyền thông được thiết kế phù hợp với phong tục tập quán và văn hóa của người dân bản địa. Xã Chế Cô Nha là một xã đặc biệt khó khăn của huyện Mù Căng Chải. Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Chế Cô Nha nằm trên địa bàn xã, có 100% học sinh là dân tộc thiểu số. Trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, cán bộ giáo viên nhà trường được tham gia tập huấn các kỹ năng phòng chống dịch bệnh. Qua lớp tập huấn, các thầy cô được cập nhật những kiến thức về dịch bệnh và các thông điệp phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Y tế. Quảng Bình là một tỉnh miền Trung Việt Nam. Huyện Lệ Thủy nằm ở phía nam tỉnh Quảng Bình. Lệ Thủy là nơi tập trung khá đông người dân tộc Vân Kiều. Đồng bào sống phân tán, đường đi từ huyện xuống các xã rất khó khăn. Các đội truyền thông phòng chống COVID-19 muốn đến được với bà con ở xã phải vượt qua một hành trình gian nan. Trong khuôn khổ của dự án, 69 cán bộ y tế thôn bản, cán bộ thôn và giáo viên, nhân viên phòng giáo dục huyện được tham gia hai khóa tập huấn phương pháp truyền thông và cung cấp kiến thức phòng chống dịch COVID-19. Với sự hỗ trợ của dự án, Hội Chữ Thập Đỏ đã phối hợp với các ban ngành để tuyên truyền, hướng dẫn người dân tuân thủ theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo của huyện. Thì ngoài cái việc mà dán các cái áp phích, phát các cái tờ rơi, thì chúng tôi tổ chức cả cái đợt truyền thông trực tiếp với bà con. Đặc biệt là có truyền thông theo hộ gia đình. Để đạt được kết quả cao hơn trong cái công tác phòng chống dịch là cả cái thôn bản được bố trí, được lắp đặt cả cái hệ thống truyền thanh không dây để khi mà thôn đọc cả cái thông tin, phát cả cái thông tin truyền thông, cả cái tin tức thì bà con sẽ nhanh hơn cái tính chủ động của bà con trong công tác phòng dịch. Trong khuôn khổ của dự án, gần 100 cuộc truyền thông phòng chống COVID-19 được tổ chức tại 24 thôn bản cho gần 2.000 người, trong đó 70% nữ và khoảng 80% người tham gia là dân tộc Vân Kiều. Các chương trình truyền thông tại thôn bản được tổ chức sinh động với nhiều loại hình khác nhau như giới thiệu các áp phích phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng, hướng dẫn sử dụng và giặt khẩu trang, đảm bảo vệ sinh và thảo luận nhóm. Ở khu vực biên giới, các chương trình truyền thông có sự tham gia của lực lượng bộ đội biên phòng. Biên giới thì dòng các điều kiện khí hậu thời tiết rất khó khăn. Có những nơi không có sóng điện thoại, không có nước sinh hoạt. Chúng tôi đã hiện tuyên truyền các cái biện pháp tuyên truyền rộng khắp cho bà con ở khu biên giới nắm được cái dịch bệnh COVID, nguyên nhân lây bệnh, để cách phòng trừ và các cái cách phòng chống khác.
các xã trong vùng dự án được cấp phát các áp phích truyền thông phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Y tế. Để tăng cường truyền thông trực tiếp, dự án còn cấp phát 10 loa di động và 15 loa cầm tay cho địa phương. Dự án cấp và hỗ trợ lắp đặt 6 cụm loa truyền thanh có dây tại 6 thôn bản thuộc 3 xã dự án. Nhờ có hệ thống này, địa phương dễ dàng truyền tải trực tiếp đến đồng bào những thông tin mới nhất, các thông điệp của Bộ Y tế cũng như các kiến thức phòng chống COVID-19. Cần Thơ được mệnh danh là thủ phủ miền Tây sông nước. Đây là nơi khá đông đồng bào Khmer sinh sống. Trong bối cảnh cuộc chiến phòng chống COVID-19 diễn ra căng thẳng trên cả nước, đồng bào Khmer ở khu vực này đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời. Dự án tăng cường truyền thông và gắn kết cộng đồng trong phòng ngừa rủi ro dịch bệnh COVID-19 được triển khai thực hiện tại 2 xã Thới Đông và Thới Xuân thuộc huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Các đơn vị tham gia thực hiện gồm Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố, Hội chữ thập đỏ thành phố, phối hợp cùng các sở ban ngành liên quan. Trong khuôn khổ của dự án, hơn 130 cán bộ y tế, cán bộ địa phương, giáo viên và trưởng ấp được tham gia các lớp tập huấn về kỹ năng truyền thông, nguy cơ về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại các buổi tập huấn, học viên được các chuyên gia chia sẻ các nội dung về truyền thông, kỹ năng và các hình thức truyền thông, cũng như mục đích, phương pháp tiếp cận cộng đồng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương. Vào ngày thứ Năm hàng tuần, các tổ truyền thông cộng đồng đến từng xóm ấp tổ chức các buổi truyền thông phòng chống COVID-19 cho đồng bào. Người dân từ khắp các xóm ấp rất nhiệt tình tham gia. Các buổi truyền thông đã cung cấp cho người dân những thông tin thiết thực cập nhật để người dân nhận thức và thực hành tốt phòng chống dịch COVID-19. Song song với các buổi truyền thông tập trung tại các ấp, các tổ truyền thông cơ động đến tận hộ gia đình. Trong thời gian qua, khoảng 3.200 hộ gia đình được trực tiếp tham gia các chương trình này. Các chương trình truyền thông được thực hiện đồng loạt tại 8 trường, gồm mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, trong địa bàn 2 xã Thới Đông và Thới Xuân. Dự kiến 2.400 học sinh được tham dự các chương trình này. Dự án đã cấp phát cho địa phương các dụng cụ thiết yếu phòng chống dịch bệnh COVID-19 như 16 máy đo thân nhiệt, 7.000 khẩu trang y tế, 6.000 khẩu trang vải, 3.500 bánh xà phòng, 110 chai nước rửa tay, 15 cụm loa phát thanh, 6 loa kéo và 10 loa cầm tay để hỗ trợ cho các hoạt động truyền thông. Dịch bệnh COVID-19 xuất hiện tại Việt Nam khiến cho người dân lo lắng, đặc biệt đối với vùng đồng bào dân tộc và miền núi. Ở những khu vực này, nhận thức của người dân còn hạn chế, việc tiếp cận các kênh thông tin đối với bà con còn nhiều khó khăn. Đó lại là đất sống để cho những tin đồn lưu hành. Những tin đồn thất thiệt gây hoang mang cho người dân và gây nhận thức sai lầm về dịch bệnh, như nhận thức sai về khả năng nhiễm COVID-19, cũng như hiểu sai về các cách phòng và chữa bệnh COVID-19 trong cộng đồng. Nhận thức được hiểm họa tin đồn, dự án đã phối hợp với các đối tác xây dựng một quy trình thu thập và quản lý tin đồn. Một hệ thống xuyên suốt từ tuyến tỉnh, huyện, xã cho đến cộng đồng đã sàng lọc đánh giá các tin đồn và đưa ra các định hướng dựa vào nguồn tin chính thống. Hơn 100 tin đồn đã được ghi chép và xử lý. Việc thu thập tin đồn này để cho phép mà dự án cũng như các bên liên quan có thể hiểu được là lý do tại sao mà một số bộ phận người dân có thể hiểu không đúng hoặc là có những hành vi chưa hiệu quả đối với việc phòng chống COVID-19. Và từ đó thì chúng tôi cũng có thể hỗ trợ cung cấp thêm các thông tin một cách đầy đủ nhất để người dân cũng như là trẻ em có thể có được cái hiểu biết đúng và phòng chống một cách tốt nhất. Qua quá trình thực hiện, dự án tăng cường truyền thông và gắn kết cộng đồng trong phòng ngừa rủi ro dịch bệnh COVID-19 có thể thấy dự án có cách tiếp cận mới, đa dạng, linh hoạt, sát với thực tiễn. Nhờ đó, dự án đã thu được kết quả rất tích cực. Thì trong quá trình thực hiện thì chúng tôi nhận thấy rằng dự án đã đạt được những cái kết quả hết sức là thiết thực và có ý nghĩa. Những cái sản phẩm mà truyền thông giáo dục sức khỏe về công tác phòng chống COVID-19 đã phối hợp với SC tổ chức cứu trợ trẻ em quốc tế để làm, thì các cái sản phẩm này
nó được dịch ra các cái thứ tiếng khác nhau như tiếng Hmông, tiếng Ê Đê, tiếng Khmer. Thì khi mà cái sản phẩm này được tiếp cận với cả các đồng bào người dân tộc, đặc biệt là người dân và các em học sinh thì đã được tiếp cận một cách là dễ hiểu. Và các cái sản phẩm đó thì ngoài cái việc mà được lưu trữ và được phân phát tới cộng đồng thì còn được truyền tải trên các cái kênh truyền thông khác như là VTV, VOV5, VOV1 để lan khắp ra các cái địa phương khác. Kết quả dự án đấy chính là sự phối hợp của các bên liên quan từ cấp trung ương xuống địa phương. Là việc thiết kế dự án, tôi cho rằng đây là nó quyết định đến sự thành công của dự án. Dự án đáp ứng đúng nhu cầu của các bên. Trong cái thời gian làm dự án thì cái tình hình COVID-19 ở các cái tỉnh khác nhau, và chúng tôi đều phải đưa ra những cái phương án thực hiện dự án khác nhau để có điều chỉnh linh hoạt và phù hợp. Bài học kinh nghiệm truyền thông phòng chống dịch COVID-19 tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 1. Thiết kế truyền thông phù hợp với đặc thù. 2. Truyền tải thông điệp của Bộ Y tế bằng nhiều thứ tiếng dân tộc. 3. Tăng cường truyền thông trực tiếp và khai thác hệ thống loa truyền thanh. 4. Đa dạng hình thức truyền thông tại trường học vùng cao. 5. Quản lý tin đồn, hướng cộng đồng về các nguồn tin chính thống. Với sự hỗ trợ của Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em của Mỹ, thì chúng ta thấy rằng là cái hoạt động nó không nhiều, triển khai ở một số địa bàn tại 5 tỉnh, ở khoảng 13, 14 xã, một số huyện. Tuy nhiên, các sản phẩm truyền thông, đặc biệt là khi mà các sản phẩm truyền thông được chuyển ngữ bằng tiếng dân tộc phù hợp với từng đối tượng đích, thì tôi thấy rằng là bước đầu cũng có những cái hiệu quả nhất định. Bởi vì ở những cái đối tượng, đặc biệt là trẻ em, rồi những người trẻ tuổi, người ta cũng có thể tiếp cận được các cái loại thông tin mà chính thống từ các cơ quan của chính phủ, rồi của báo chí của nhà nước, và đặc biệt là những cái thông tin cập nhật thường xuyên về công tác phòng chống dịch COVID. Do đó, phần nào cũng giúp cho người dân ở tại các cái vùng sâu vùng xa, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, người ta cũng biết được các cái thông tin để người ta chủ động phòng ngừa sự lây lan của dịch COVID. Trong thời gian qua, công tác truyền thông được nhận định là chìa khóa làm nên thành công trong kiểm soát dịch COVID-19 tại Việt Nam. Với phương châm không ai bị bỏ lại phía sau, dự án tăng cường truyền thông và gắn kết cộng đồng trong phòng ngừa rủi ro dịch bệnh COVID-19 là một điểm sáng, đặc biệt trong phòng chống COVID-19 tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi.